Kính thưa quý vị, trong mỗi trận đấu tại giải vô địch quốc gia World Cup 247/2019, ban tổ chức đều chuẩn bị 22. Đây là những tuyển thủ quốc gia và cũng là đội trưởng của hai đội Lương Xuân Trường của anh Gia Lai và Quế Ngọc Hải của Viettel. Ngày hôm nay, sau đây xin mời 22 cầu thủ sẽ xuất dựng trái bóng này lên khán đài để dành tặng cho 22 khán giả. Khi mà những người đội trưởng chính thức của cả hai đội Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Tiến Dũng đều không thể thi đấu trong đội hình chính thức, thì ban đội trưởng đã thuộc về những người còn lại, những tuyển thủ quốc gia đang có phong độ tốt: Lương Xuân Trường trong đó, anh Gia Lai và Quế Ngọc Hải bên phía đội khách. Nguyễn Phong Hồng Duy cũng đã trở lại với đội hình chính của anh Gia Lai, và tương tự như vậy là Jean Carlo, cầu thủ mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Tiền đạo mang áo số 70 đã trở lại đội hình xuất phát của Viettel sau một quãng thời gian khá dài phải vắng mặt vì chấn thương. Jean Carlo cũng là một đối tác hết sức ăn ý của Bruno Cantarede. Bộ đôi người Brazil này cũng đã phối hợp với nhau và mang lại rất nhiều bàn thắng cho Viettel trong giai đoạn lượt về. Đó đều là những tình huống diễn ra theo kịch bản Jean Carlo căng ngang và Bruno Cantarede băng vào dứt điểm. Và đây là đội hình chính sẽ ra sân trong màu áo của câu lạc bộ Viettel cho trận đấu ngày hôm nay. Huấn luyện viên trưởng là ông Nguyễn Hải Biên. Các cầu thủ gồm có Ngô Xuân Sơn thủ môn, các hậu vệ gồm có Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết, Nguyễn Đức Chiến. Các tiền vệ gồm có Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại và Trọng Hoàng. Ba cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công là Việt Phong, Bruno và Jean Carlo. Còn đây là đội hình của đội chủ nhà Hoàng Gia Lai. Huấn luyện viên Lê Tê Hôn với những cái tên rất quen thuộc: Lê Văn Trường. Các hậu vệ gồm có Kim Bông Jin, A Hoàng và Trương Trọng Sáng. Các tiền vệ gồm có Nguyễn Phong Hồng Duy, Triệu Việt Hưng, Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thành. Bộ ba tiền đạo vẫn là những cái tên quen thuộc: Minh Vương, Felipe Martin và Nguyễn Văn Toàn. Cầu thủ số 9 sẽ chắc chắn vẫn là niềm hy vọng của Hoàng Gia Lai trong trận đấu này. Và có một điều đặc biệt diễn ra ở trận đấu này: cả hai đội bóng đều thi đấu với sơ đồ 3-4-3 giống như đội tuyển quốc gia của chúng ta. Và trận đấu đã chính thức bắt đầu. Hoàng Gia Lai ở phần sân bên phía tay phải, màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Trong khi đó, đội khách Viettel sẽ ở phần sân còn lại. Nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Và đây là huấn luyện viên Lê Tê Hôn. Hoàng Gia Lai cũng đã có một chuỗi trận tương đối tốt, nhưng sau đó là một quãng thời gian rất dài Hoàng Gia Lai sa sút phong độ. Cơ hội đầu tiên, nguy hiểm, đã có bàn thắng cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai, và đó là một tình huống tấn công rất đơn giản bên phía cánh trái. Người ghi bàn là Felipe Martin, bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Brazil từ đầu giải cho Hoàng Gia Lai. Sau khi có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu với Nam Định ở vòng đấu trước, thì người Đức Felipe Martin đã có bàn thắng thứ hai rất đơn giản, rất nhanh và cực kỳ chính xác. Đó là pha tấn công đầu tiên của anh Gia Lai và nó cũng là bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Niềm vui của Felipe Martin, tiền đạo này cũng đang hết sức nỗ lực để có thể hòa nhập được với lối chơi của đội bóng Phố Núi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Sai lầm cơ bản của Trần Ngọc Sơn và cùng với đó là kỹ thuật tuyệt vời của Nguyễn Phong Hồng Duy. Một series những sai sót của Ngọc Sơn, của Trương Văn Thiết và các cầu thủ phòng ngự bên phía đội khách đã giúp cho Hoàng Gia Lai có được bàn thắng dễ dàng và một lợi thế rất lớn khi trận đấu này bắt đầu. Đã có lỗi của Nguyễn Phong Hồng Duy khi tranh chấp bóng bổng với tiền đạo bên phía Viettel. Trợ lý trọng tài đã ra tín hiệu cho rằng Hồng Duy đã phạm lỗi độn người trong pha tranh chấp vừa rồi. Bộ ba tấn công của Viettel đến lúc này là Việt Phong ở vị trí tiền đạo lệch phải, Bruno lệch trái và Jean Carlo thi đấu ở vị trí cao nhất. Đứng trước bóng lúc này đang là Việt Phong. Việt Phong cũng thường có những cú đá phạt bằng chân trái khá nguy hiểm. Sẽ là một cú đá rất căng về phía khung thành và tất cả bóng áo đỏ sẽ băng vào. Chính xác là như vậy, nguy hiểm. Các trung vệ bên phía đội chủ nhà đã bật cao và giải nguy thành công.
Anh Gia Lai cũng có những chuyên gia không chiến tốt. Đây là Lê Văn Trường, thủ môn chính thức của Hoàng Gia Lai trong một số trận đấu gần đây. Trong khi đó, thủ môn chính của họ trong toàn mùa giải là Sien Ma, thậm chí ngày hôm nay còn không được đăng ký thi đấu. Liên tục là những cú đá phạt bằng chân trái của Việt Phong nhưng đều không chính xác. Trận đấu đang phải tạm dừng lại bởi vì có một cầu thủ bên phía Hoàng Gia Lai bị đau. Người đang nằm sân là A Hoàng. Còn đây là Bruno Katehede, người đang có phong độ tốt nhất trong màu áo câu bộ Viettel với 5 bàn thắng chỉ sau 7 trận. Đã có những va chạm giữa Bruno và A Hoàng. Hoàng Đức và Trọng Đại. Và đó là lý do chúng ta nhìn thấy huấn luyện viên Lee Jong-jin có mặt ở sân Pleiku ngày hôm nay. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia, rất nhiều các tuyển thủ U23 có mặt. Các thủ áo đỏ lên bóng khá chậm và lực lượng trên hàng tấn công cũng rất mỏng. Đây là Bruno. Quế Ngọc Hải. Các bóng áo trắng đã lùi về rất nhanh. Minh Vương rất hay. Xuân Trường một chạm khoảng trống cho Văn Toàn. Văn Toàn vào bao vệ áo đỏ, vẫn là Văn Toàn. Đức Chiến rất căng, không vào. Quan sát và chờ đồng đội không thấy đâu, Văn Toàn đã buộc tung ra pha xử lý quyết đoán ở góc hẹp. Đây là một sự lựa chọn rất hợp lý của tiền đạo số 9. Không có sự hỗ trợ từ đồng đội và Văn Toàn đã phải thực hiện một pha bóng. Ngày hôm nay Trọng Hoàng bình thường đá ở hành lang phải đã được đảo sang bên phía hành lang trái. Điều này là khá dễ hiểu khi chúng ta biết rằng cánh phải luôn luôn là điểm mạnh của Anh Gia Lai với sự góp mặt của Văn Thanh và những lần dạt biên của Văn Toàn. Cơ hội Việt Phong không được, vẫn không có bàn thắng cho cầu thủ mặc áo số 11. Việt Phong đã bỏ lỡ cơ hội một cách tương đối đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Đường chuyền bóng thông minh của Hoàng Đức đã đặt Việt Phong vào thế đối mặt với Lê Văn Trường. Chúng ta hãy cùng xem lại pha chuyền bóng một chạm cực kỳ tinh tế của Hoàng Đức. Việt Phong cũng đã có chạm đầu tiên khống chế rất thành công, nhưng pha bóng sau đó thì lại chưa hợp lý lắm. Nếu như trong pha bóng vừa rồi Việt Phong có thêm được sự hỗ trợ của đồng đội thì sẽ tạo nên một cơ hội nguy hiểm hơn. Và đây là Jin Carlo. Sự trở lại rất đáng thất vọng, có lẽ là chấn thương đã tái phát và Carlo đã không thể tiếp tục thi đấu. Người vào thay cho Jin Carlo là tiền vệ Bùi Quốc. Chuyền bóng một chạm cực hay. Văn Thanh. Một lần nữa chúng ta lại được chứng kiến pha chuyền bóng một chạm cực kỳ sáng tạo của Lương Xuân Trường. Đây mới là một Lương Xuân Trường mà chúng ta mong muốn được nhìn thấy. Nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật chuyền bóng rất hoàn hảo. Người vừa có pha bắt bài và can thiệp rất nhanh là A Hoàng. Hoàng Đức có khoảng trống, Bruno góc hẹp không vào. Và như vậy là đã có bàn thắng san hòa tỷ số cho các thủ được khách. Và người ghi bàn vẫn là Bruno, bàn thắng thứ 6 của chân sút người Brazil cho các cầu thủ tiếp theo. Với Bruno đơn giản là chính xác, đơn giản là không thể cản phá. Và đây là những chỉ đạo ngay lập tức của huấn luyện viên Hải Biên. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng của Bruno cho Viettel. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này không có việt vị. Và Bruno đã băng xuống đối mặt với Lương Xuân Trường. Trước đó là một pha thả bóng rất tinh tế và nhạy cảm của Hoàng Đức. Hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai đã mất tập trung. Họ đã tạo cho đối phương quá nhiều khoảng trống.
Và pha dứt điểm của Bruno cũng là khá tinh quái, anh dứt điểm ngay vào góc gần. Còn Lê Văn Trường thì lại bắt bài về góc xa. Đường chuyền khá vô duyên của Trương Văn Thiết. Martin có khoảng trống, vẫn là Martin xuất ra, dù rất căng nhưng không đi chung đích. Đó là một tình huống mà hai tiền vệ trung tâm của Viettel đã hỗ trợ không tốt cho hàng phòng ngự. Cả Trọng Đại lẫn Hoàng Đức đều can thiệp rất chậm trong pha bóng này để cho Felipe Martin có khoảng trống và sọc thẳng vào mặt của Trương Văn Thiết. Ở mùa giải hạng nhất năm ngoái thì Đinh Thanh Bình và Châu Ngọc Quang là những cái tên của Hoàng Gia Lai cũng đã góp phần đưa Viettel lên hạng. Và một cầu thủ khác của Hoàng Gia Lai là Đinh Thanh Bình. Ngày hôm nay không có tên trong danh sách đăng ký cho Hoàng Gia Lai nhưng cũng đã từng là cầu thủ của Viettel trong giai đoạn lượt đi. Văn Thanh đã bị đau sau pha tranh bóng vừa rồi. Văn Thanh cũng mới chỉ trở lại sau chấn thương. Và mỗi lần cầu thủ này nằm sân là một lần ban luyện Hoàng Gia Lai sẽ hết sức lo lắng. Không chỉ ban luyện mà các khán giả của Hoàng Gia Lai cũng đã hết sức lo lắng. Có vẻ như Văn Thanh đã gặp chấn thương khá nghiêm trọng và không thể tiếp tục thi đấu. Cầu thủ gốc Hải Dương đang tỏ ra khá đau. Còn đây là bàn thắng gỡ hòa tỷ số của Bruno KTHD. Không chế bước một mà sau đó là pha đặt lòng chân trái hết sức cơ bản. Đường chuyền của Hoàng Đức là rất vừa tầm. Những bàn thắng đến một cách khá bất ngờ từ những tai nạn. Còn đây là cơ hội của Hoàng Gia Lai, người đang có bóng là Minh Vương. Hồng Duy đang băng lên rất chống trải. Hồng Duy không được, đá của Hồng Duy không thực sự tốt trong cú ra chân vừa rồi. Có vẻ như cả Hoàng Gia Lai lẫn Viettel đều chưa thực sự vận hành chân chu sơ đồ 3-4-3 giống như cách mà thầy Park cũng như thầy Lee đang áp dụng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong hệ thống phòng ngự của họ vẫn đang có rất nhiều khoảng trống, ví dụ như trong tình huống này. Đó là một pha xử lý không thành công của Việt Phong. Hỏng khá nhiều giữa hai đội, thậm chí là trong Văn Toàn đang tìm người để phối hợp. Đầu tiên là Martin và đây là Lương Xuân Trường có khoảng trống xuất ra đây nhưng không trúng đích. Rất tiếc cho Lương Xuân Trường trong pha dứt điểm vừa rồi. Cú ra chân cực hay của Lương Xuân Trường, pha ghim mù rất kỹ thuật. Một tình huống hiếm hoi mà Trường có cơ hội được nhô cao và tạo ra khoảng trống cho riêng mình để thực hiện cú đá. Và lúc này thì Hoàng Gia Lai cũng đã có sự thay đổi người. Người được đưa vào sân thay cho Văn Thanh là Đức Lương. Và trực tiếp dẫn dắt hai đội bóng. Pha bóng rất
mất tập trung của Ngô Xuân Sơn. Và ngay lập tức Kim Ujin đã thực hiện cú đá từ khoảng cách khoảng 70m. Bóng đã may mắn chạm đầu ngón tay của Ngô Xuân Sơn, nếu không thì đã đi thẳng vào lưới, đi thẳng vào khung thành của Viettel trong cú đá vừa rồi của Kim Ujin. Quang Khải, Trọng Đại, quan sát Hoàng Anh Gia Lai thi đấu trong những trận đấu gần đây có thể nhận thấy một điều, đó là thái độ phòng ngự của các cầu thủ áo trắng đã tốt hơn rất nhiều. Họ chơi tập trung hơn và cũng sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết. Tuy vậy hệ thống phòng ngự nguy hiểm, không vào. Rất may mắn cho Hoàng Anh Gia Lai trong pha bóng vừa rồi, và Lê Đức Lương là người đã cứu cho đội bóng Phố Núi một bàn thua trông thấy. Vẫn là những tình huống lộn xộn và vẫn là Bruno. Một mình Bruno khiến cho hàng phòng ngự của các cầu thủ áo trắng trao đảo. Đầu tiên là tranh bóng với Kim Ujin, bóng bật ra dứt điểm rất nhanh. May là Lê Đức Lương đã lùi về hỗ trợ cho Văn Trường trong tình huống vừa rồi. Bruno rất mạnh và bật cực kỳ cao. Và trong pha bóng vừa rồi cũng phải kể đến sự phối hợp thiếu ăn ý giữa Văn Trường và Kim Ujin. Hai cầu thủ của Hoàng Gia Lai đã va vào nhau để tạo cơ hội cho Bruno. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, và hiệp 2 Viettel sẽ là đội bóng giao bóng trước. Viettel đã nhập cuộc không tốt trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng những thời gian còn lại của hiệp 1 họ cũng đã thi đấu quyết tâm và được đền đáp bằng bàn thắng của Bruno. Xuân Trường vẫn là pha chuyền bóng quen thuộc. Xuân Trường chuyền và Văn Toàn di chuyển, nguy hiểm. Rất tiếc là pha dứt điểm của Minh Vương lại hơi nhẹ. Kịch bản rất quen thuộc của Hoàng Gia Lai: Xuân Trường chuyền, Văn Toàn kiến tạo và Minh Vương là người dứt điểm cuối cùng. Rất nhiều bàn thắng của Hoàng Gia Lai trong khoảng thời gian gần đây đều đến từ những kịch bản như thế này. Lẽ ra cần phải tạt bóng nhanh và tốt hơn. Rất nhanh nhẹn, đó là pha xử lý của Minh Vương. Văn Toàn và Đức Chiến. Vẫn là Văn Toàn, rất nhanh, không có lỗi. Trọng tài cho rằng pha sọt bóng của Đức Chiến không phạm lỗi. Chúng ta có lẽ cần phải chờ đến pha làm chậm thì mới rõ được tác động của Đức Chiến có vào chân của Văn Toàn hay không. Đức Chiến và Văn Toàn đều là những người con của Hải Dương, nhưng thuộc hai thế hệ khác nhau. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Văn Toàn đã dùng tốc độ và lướt qua Đức Chiến. Hãy quan sát kỹ hơn một chút nữa. Toàn là người chạm bóng, Chiến là người tác động phía sau. Hàng phòng ngự vế trái của các cầu thủ Viettel. Xuân Trường nguy hiểm. Rất tiếc là hai bóng áo trắng băng vào nhưng không cầu thủ nào tiếp bóng thành công. Và bây giờ là cơ hội phản công cho các cầu thủ đội khách. Triệu Văn Hưng đã phạm lỗi chiến thuật khá khôn khéo trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phạt góc này. Người đánh đầu không trúng bóng là Trọng Sáng, và nó khiến cho pha tiếp bóng của Kim Ujin mất đi phương hướng. Trọng Đại, tình huống phạm lỗi của A Hoàng với Trọng Hoàng, đó là tình huống chống bật tường. Trưởng đoàn Tấn Anh vẫn đang có ý kiến với trọng tài chính. Có lẽ ông đang giải thích về tình huống đáng lẽ Hoàng Gia Lai phải hưởng quả penalty trong pha bóng mà
Văn Toàn bị phạm lỗi. Tiếp tục là một tình huống mà ban luyện có ý kiến về vị trí đá phạt của đội khách. Trong tình huống này thì có lẽ trọng tài bắt lỗi của Trọng Sáng với Việt Phong, chứ không phải là tình huống A Hoàng chống bức tường với Trọng Hoàng. Cuối không phải. Cú đá thẳng rất khó chịu. Văn Trường đã đấm bóng an toàn. Vẫn là Ngọc Sơn. Bruno rất ngẫu hứng. Pha tung người móc bóng rất ngẫu hứng của Bruno nhưng bóng đi không chính xác. Bruno vẫn là điểm sáng, vẫn là niềm hy vọng trên hàng công của các cầu thủ Việt Theo. Pha tung người móc bóng ở ngoài vòng 16m50. Không chính xác của Bruno. Xuân Trường, Minh Vương. Lúc này thì Minh Vương đang lùi xuống một chút để hỗ trợ cho hàng tiền vệ. Khi được trở về với mặt sân quen thuộc và ngày hôm nay cũng không chịu quá nhiều sức ép từ các tiền vệ trung tâm như Trọng Đại hay Hoàng Đức, thì Xuân Trường đang có khá nhiều khoảng trống để có thể thực hiện những đường truyền trung bình sở trường của mình. Và với mẫu cầu thủ như Lương Xuân Trường, khi không bị tạo quá nhiều sức ép, có nhiều khoảng trống thì khả năng sáng tạo cũng như kỹ thuật sẽ giúp cho Trường luôn luôn có thể tung ra những đường chuyền rất nguy hiểm. Quang Khải, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Trọng Hoàng và A Hoàng, nguy hiểm, vẫn là cơ hội của Việt Theo. Quá kỹ thuật, đó là pha cứa lòng của Trọng Đại. Bàn thắng thứ hai của Trọng Đại ở mùa giải này, và mỗi bàn thắng của Trọng Đại đều thực sự là một siêu phẩm. Pha xử lý quá bình tĩnh và tự tin của các cầu thủ áo đỏ. Hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai đã không tập trung trong pha bóng vừa rồi. Họ tạo quá nhiều khoảng trống cho các cầu thủ đội khách, và hết Trọng Hoàng rồi Trọng Đại đều có cơ hội để dứt điểm. Và người cuối cùng, chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Pha dứt điểm của Trọng Hoàng không thành công, nhưng chúng ta cũng có thể thấy khi Trọng Đại có bóng, anh có đủ thời gian, không gian để ngắm nghía và nghiêng người tạo nên một cú cớ lòng kỹ thuật về góc xa trước sự bất lực của Lê Văn Trường. Bàn thắng rất đẹp của Trọng Đại, rất kỹ thuật, không cần phải dùng quá nhiều lực, nhưng khi đã có được góc sút, khi đã có được sự quan sát đầy đủ thì Trọng Đại hoàn toàn có thể thực hiện một đường bóng theo đúng ý đồ của mình, và đó thực sự là một pha ghi bàn hoàn hảo. Cú cứa lòng của Trọng Đại đã giúp cho Viettel, và lúc này lại là đội đang dẫn trước. Bàn thắng của Trọng Đại ở phút thứ 60 sẽ giúp cho những phút còn lại của trận đấu này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và các cầu thủ của Anh Giai đang có dấu hiệu mất bình tĩnh, và huấn luyện trưởng của họ cũng vậy. A Hoàng đang phản ứng với trọng tài. Anh cho rằng hậu vệ của Viettel đã phạm lỗi với anh trong tình huống trước đó. Điều các cầu thủ Hoàng Gia Lai cần làm lúc này là phải giữ được sự bình tĩnh. Nỗ lực của Văn Toàn đã khiến cho Trọng Hoàng phải nhận thẻ vàng. Trận đấu đang rất nóng. Nóng bởi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của các cầu thủ đội khách. Nóng bởi những tình huống gây tranh cãi. Cuối
cuối của trận đấu này chắc chắn là sẽ rất căng thẳng. Hoàng Gia Lai chơi sân nhà sẽ không muốn mất điểm. Nguy hiểm, rất tiếc cho Trọng Sáng trong pha bóng vừa rồi. Xuân Trường đã có một đường truyền như đặt bóng vào đầu Trọng Sáng, nhưng không hiểu tại sao trung vệ của Hoàng Gia Lai lại dứt điểm quá hiền và quá nhẹ trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta hãy nhìn lại tình huống này. Mọi thứ đều hoàn hảo, tầm cao, lực truyền đều rất hoàn hảo. Đáng nhẽ Trọng Sáng cần phải thực hiện một cú đánh đầu có lực tốt hơn, một cú lắc đầu mạnh mẽ hơn để đưa trái bóng về phía góc xa, thì chắc chắn đó sẽ là bàn thắng cho Hoàng Gia Lai. Khả năng truyền bóng của Xuân Trường thực sự là rất tuyệt vời. Trong Hoàng, bên trong chỉ có mình Bruno mà thôi. Giờ này Minh Vương, Bá Đinh ơi, bên bánh ngải là Văn Toàn, sẽ là đường truyền cho Văn Toàn, không phải Martin, không vào, vẫn còn, vẫn là Văn Toàn. Văn Toàn và Đức Chiến, lần này thì Đức Chiến đã vào bóng thành công. Rất tiếc cho pha dứt điểm vừa rồi của Felipe Martin. Martin đã có cơ hội đối mặt với Ngô Xuân Sơn nhưng không thành công. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Văn Toàn muốn Minh Vương truyền cho mình, nhưng rõ ràng là Martin ở tư thế thuận lợi hơn, chống trải hơn. Cũng phải nói thêm là Ngô Xuân Sơn đã có một pha băng ra rất hợp lý trong pha bóng vừa rồi. Rất tiếc cho Felipe Martin, rất tiếc cho Hoàng Gia Lai. Đó là cơ hội rất lớn để họ có thể có bàn thắng san hòa tỷ số. Pha thoát đi rất hay của cầu thủ mang áo số 8, tạo nên một tình huống 3-2. Nếu như Felipe Martin sắc sảo hơn một chút nữa, nhanh hơn một chút nữa, rất có thể đã có bàn thắng. Xuân Trường, Kim Bông Jin, Kim Bông Jin là một cầu thủ có khả năng không chiến rất tốt, cho dù anh đang phải di chuyển trên sân với những bước chạy khập khiễng. Hầu như cầu thủ người Hàn Quốc này chiến thắng trong tất cả những pha không chiến. Ban huấn luyện Hoàng Gia Lai không còn đủ sức kiên nhẫn với tiền đạo ngoại Felipe Martin dos Santos. Hiếm khi nào mà đội bóng đang bị dẫn bàn mà họ lại thay ra tiền đạo chủ lực của mình, tiền đạo ngoại chủ lực của mình để đưa vào một cầu thủ nội. Với sự thay đổi người như thế này thì chắc chắn là Hồng Duy sẽ được đẩy lên chơi cao hơn. Và bộ ba tấn công của Hoàng Gia Lai sẽ là những cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và khéo léo: Minh Vương, Hồng Duy và Văn Toàn. Lúc này khoảng cách điểm của hai đội chỉ là một điểm. Trước khi trận đấu này diễn ra, Viettel có 7 trận thắng, 3 trận hòa và thua 9 trận, được 24 điểm, xếp ở vị trí thứ 8. Còn Hoàng Gia Lai thắng 6, hòa 5 và thua 8, được 23 điểm, xếp ở vị trí thứ 10. Xuân Trường rất hay, Hồng Duy qua được một người. Hoàng Gia Lai vẫn tổ chức tấn công hay, vẫn có những đường truyền sắc sảo, vẫn có những pha xử lý kỹ thuật tinh tế. Điều mà họ thiếu bây giờ chỉ là những pha dứt điểm cuối cùng, những bàn thắng mà thôi. Đường truyền vừa rồi của Lương Xuân Trường cho Hồng Duy
là rất hoàn hảo. Và tiếp bóng của ông Duy cũng rất tốt. Hoàng Gia Lai đang vượt trội so với đối thủ về tỷ lệ phạt góc. Nhưng kết quả cuối cùng thì họ lại đang bị đối thủ vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Đã có thẻ vàng tiếp theo của trận đấu này và nó thuộc về Quang Khải. Quang Khải không phải là cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Viettel nhưng anh cũng đã gắn bó với đội bóng này khoảng 5-6 năm. Nguy hiểm! Thuận Sơn đã rất tập trung và xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Một pha đá phạt thẳng về phía khung thành của Viettel. Và rất nhiều các thủ áo trắng băng vào để làm sao nhãng tầm quan sát của Xuân Sơn. Nhưng thủ môn số 1 của Viettel vẫn tập trung và kiểm soát tốt trong pha bóng vừa rồi. Và mất bóng tương đối nguy hiểm của Triệu Việt Hưng. Nhưng lúc này kể cả khi có giành được bóng thì Viettel cũng không quá vội vàng để phản công hay tấn công. Họ đang muốn làm giảm tốc độ của trận đấu, tập trung ở mặt trận phòng ngự mà thôi. Văn Toàn, Văn Toàn lướt đi như một cơn gió. Vẫn là Văn Toàn, loạng choạng nhưng không ngã. Và bây giờ thì mới ngã và chắc chắn đó là một tình huống phạm lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để kiểm nghiệm khả năng xuất phạt của Xuân Trường. Chắc chắn là khi dẫn bóng vào khu vực phòng ngự của Viettel thì Văn Toàn cũng nghĩ đến điều này. Sẽ phải làm được một điều gì đó, sẽ phải kiếm được quả phạt để cho đồng đội của mình thể hiện khả năng xuất phạt. Một tình huống rất hồi hộp, không chỉ với khán giả của Viettel mà các cổ động viên của Hoàng Gia Lai khi theo dõi trận đấu này. Pha bóng phạm lỗi của Duy Thường, một cầu thủ mới vào sân. Thực ra mà nói thì khoảng cách này không phải là khoảng cách ưa thích nhất của Xuân Trường. Khoảng cách ưa thích nhất của Xuân Trường phải lùi ra xa hơn khoảng 2-3 mét nữa. Khoảng cách này thì hơi gần so với những cú đá miết lòng trong có lực của Xuân Trường. Nhưng Xuân Trường là một cầu thủ có cái cổ chân phải cực kỳ ngoan. Ở trận đấu với Thanh Hóa thì Trường đã thực hiện hai quả phạt với hai cách đá khác nhau, một quả góc gần, một quả góc xa. Còn bây giờ cực kỳ hồi hộp, Xuân Trường đá dứt, rất bất ngờ, lại là một cách đá khác nữa và suýt nữa thì nó thành công. Xuân Trường đã làm tất cả bất ngờ nhưng nó vẫn bị vướng lại bởi một cái chân của một cầu thủ làm rào. Có vẻ như Viettel đã có phương án để chống lại tình huống này. Một cầu thủ phòng ngự bên Viettel đã nằm xuống bên dưới hàng rào để ngăn chặn cú đá của Xuân Trường. Rất hay, rất thú vị. Xuân Trường, pha đá phạt của Xuân Trường sẽ còn được nhắc đến nhiều nữa. Khả năng đá phạt của Xuân Trường là rất đa dạng, nhưng cách mà Viettel tổ chức phòng ngự trong pha bóng vừa rồi cũng cho thấy là Viettel chuẩn bị rất kỹ cho những pha bóng kiểu như thế này. Không phải bỗng nhiên mà có một bóng áo đỏ nằm dạp xuống phía dưới hàng rào để ngăn chặn cú đá của Xuân Trường. Và tôi tin rằng nếu như không có pha ngăn chặn đó thì rất có thể cú đá phạt của Lương Xuân Trường đã thành công.
Duy Thường vào khoảng trống dành cho Bruno là cầu thủ có tốc độ rất tốt bên trong, là trong vàng chống trải tiếp tục cứ làm bóng xa. Rất đơn giản, đó chính là những gì cơ bản nhất, những gì dễ dàng nhất mà Trọng Hoàng đã thực hiện, nó thành công. Một pha phản công kinh điển của Viettel, rất đơn giản nhưng vô cùng chính xác. Từ đường truyền dài vào khoảng trống để tận dụng tốc độ của Bruno, từ khả năng xử lý bóng hợp lý và khả năng hỗ trợ tuyệt vời của Trọng Hoàng. Trước khi Trọng Hoàng đá thì tôi đã nghĩ đến phương án là cứ lăng vào góc xa, và Trọng Hoàng đã thực hiện một cách hoàn hảo, giống như những gì mà các cầu thủ bóng đá được dạy. Những quả bóng ở tư thế này, ở góc độ này sẽ luôn luôn đó là lựa chọn số 1. Quan trọng là Trọng Hoàng đã thực hiện nó một cách quá hoàn hảo. Từ chạm đầu tiên, hướng quả bóng vào phía trong, cho đến cách anh ấy đặt chân trụ và nghiêng người cứa lòng, thì sự là đúng là không có cơ hội cho Lê Văn Trường. Hai bàn thắng của Trọng Đại và Trọng Hoàng là rất giống nhau, đều là những pha xử lý bóng mẫu mực và rất cơ bản. Một lần nữa Hoàng Gia Lai lại dính bẫy phòng ngự phản công ngay trên sân nhà của mình. Kịch bản này đã diễn ra ở các trận đấu với Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh. Một trận đấu tốt của các cầu thủ Viettel. Họ đã có sự khởi đầu vô cùng tệ khi có bàn thắng bị để thua rất sớm ở ngay phút thứ 2. Nhưng sau đó học trò của huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên đã sốc lại đội hình và duy trì được tinh thần chiến đấu tốt. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Bruno là rất quan trọng. Nó giúp cho các cầu thủ Viettel tự tin hơn và hướng đến hiệp 2 hiệu quả hơn. Và đây là tình huống xử lý của Kiên Quyết. Kiên Quyết đã làm rất tốt khi vượt qua được hai hậu vệ áo đỏ, nhưng đường chuyền cuối cùng của anh thì lại không tốt. Ngô Xuân Sơn đấm bóng an toàn, nhưng pha bóng của Quang Khải thì lại không tốt. Rất tiếc là pha dứt điểm nhanh sau đó của Kiên Quyết bằng chân phải, chân không thuận của cầu thủ mã số 21 đi không chính xác. Trước khi trận đấu này diễn ra thì Hoàng Gia Lai đang có chuỗi phong độ tương đối ổn định. Họ không thua ở 4 trận đấu gần đây nhất, 2 hòa và 2 thắng. Đặc biệt là trong 4 trận đấu đó có tới 3 trận đấu Hoàng Gia Lai phải làm khách. Đó là các trận đấu khó khăn trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội, trên sân Thanh Hóa và trên sân Nam Định. Các cầu thủ Viettel đang cố gắng kéo dài thời gian của trận đấu này. Các cầu thủ Hoàng Gia Lai cho rằng Trọng Đại cố tình giả vờ chấn thương, và họ muốn đưa Trọng Đại ra ngoài sân càng nhanh càng tốt. Và trọng tài cũng đã nghĩ như vậy và quyết định tặng cho Trọng Đại một chiếc thẻ vàng. Nếu như giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, Viettel sẽ xóa được cái dấp thi đấu không thành công trên sân Pleiku. Thank you.
Lê Văn Sơn, Nguyễn Phong Hồng Duy, rất khéo, rất gọn, căng ngang. Nguy hiểm, đã có bàn thắng giúp đánh tỷ số xuống còn 3-2. Và đó là bàn thắng của Minh Vương, bàn thắng của không phải, đó là ghi bàn của Triệu Việt Hưng. Rất thú vị và hồi hộp ở những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, thì Triệu Việt Hưng đã có bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-3. Và thời gian bù giờ của trận đấu này sẽ là 5 phút và thậm chí là còn hơn thế nữa. Những giây cuối cùng, những phút cuối cùng vô cùng hồi hộp, Hoàng Gia Lai sẽ làm tất cả để có được bàn thắng. Trước mắt là san bằng tỷ số, còn Viettel cũng không muốn mất đi cơ hội có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu đã diễn ra sôi nổi và kịch tính từ phút đầu tiên cho đến những giây cuối cùng này. Và khán giả trên sân động Pleiku ngày hôm nay họ cũng đang hy vọng vào một điều kỳ diệu. Một bàn thắng nữa sẽ diễn đến ở những phút cuối cùng. Nhưng những đường truyền như vừa rồi của Lê Đức Lương sẽ là cơ hội để cho đội khách kéo dài được thêm thời gian khoảng 30 giây đến 1 phút nữa. Cần phải bình tĩnh hơn, đưa bóng đến gần với khung thành của Ngô Xuân Sơn hơn. Cố gắng tìm kiếm những cơ hội từ những tình huống cố định. Trần Ngọc Sơn đang bị chuột rút và phải nằm trên sân. Đây là một điều hiếm thấy bởi vì Ngọc Sơn luôn luôn là cầu thủ có nền tảng thể lực tốt nhất của câu lạc bộ Viettel. Một người mà có thời điểm chạy Tech Cooper 12 phút được tới 3.007, kỷ lục của các cầu thủ Việt. Tiếp theo đã sử dụng quyền thay người cuối cùng. Văn Trâm vào sân và thay cho Ngọc Sơn. Lúc đầu là Văn Trâm định vào sân và thay cho Trọng Đại, nhưng ở những giây cuối cùng thì Sơn đã chấn thương và không thể thi đấu. Trâm sẽ vào sân và thi đấu ở vị trí mà Ngọc Sơn để lại. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được sự trở lại của tiền vệ nhỏ con mã 28 đến phía Viettel. Bóng dài, bây giờ sẽ là bóng dài và khu vực trung lộ. Nguy hiểm, không vào, vẫn không vào. Rất tiếc cho cầu thủ Hoàng Gia Lai, họ đã có cơ hội rất tốt để có thể cân bằng được tỷ số, nhưng họ vẫn thiếu đi một chút may mắn. Những pha bóng lộn xộn nhưng bóng không chịu đi vào khung thành của Viettel. Những giây cuối cùng vô cùng hồi hộp. Đây là một tình huống Lê Văn Sơn hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Và những pha bóng lộn xộn tiếp sau đó thì các cầu thủ áo trắng lại không thực sự may mắn. Nếu như Sơn nhanh hơn một chút và cú trích mũi giày tinh tế hơn một chút thì có thể Hoàng Gia Lai đã có bàn thắng san hòa tỷ số 3-3. Bây giờ thì Sơn sẽ có lý do để nằm sân, cũng đã có những va chạm giữa Ngô Xuân Sơn và Lê Văn Xuân Sơn. Rất hồi hộp. Và đây là khuôn mặt lo lắng của huấn luyện Lee Tae-hoon. Tôi nghĩ rằng cho dù kết quả trận đấu này có như thế nào đi nữa thì huấn luyện viên Lê Tiêu Hôn cũng vẫn hoàn toàn có thể hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Có thể ông sẽ phải chỉnh sửa những sai lầm nơi hàng phòng ngự. Về mặt tinh thần thi đấu và quyết tâm của các cầu thủ, đội bóng phố đối vẫn đang thể hiện được điều đó rất tốt.
ta hãy cùng xem lại nỗ lực của Nguyễn Phong Hùng Duy và ghi bàn rất dễ dàng của Triệu Việt Hưng. Bóng đã chạm tới hai cầu thủ phòng ngự bên phía áo đỏ trước khi đến với Triệu Việt Hưng. Và đây là cơ hội của anh Gia Lai. Lương Xuân Trường sẽ là người thực hiện. Bên trong có Kim Bông Jin, có Trương Trọng Sáng. Thời gian bù giờ thì đã bước sang phút bù giờ thứ 6. Nhưng trận đấu này có lẽ phải có đến 7 phút bù giờ. Bởi vì ngay trong quãng thời gian bù giờ cũng đã có rất nhiều những tình huống bóng chết. Lương Xuân Trường nguy hiểm. Bruno là người phá bóng thành công. Bóng vẫn đang trong sân. Kiên Quyết. Đã có lỗi của Kiên Quyết. Các cầu thủ Viettel cũng rất tinh quái, rất bản lĩnh. Người vừa có pha che chắn và cố tình để cho đối thủ phạm lỗi là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía Viettel và những kinh nghiệm chinh chiến ở V-League đã cho thấy hữu ích như thế nào trong pha xử lý vừa rồi. Không cần vội vã phải phá bóng lên phía trước, che đè thật kỹ, tự nhiên đối thủ sẽ phạm lỗi. Các cầu thủ Viettel thì đang cố gắng phá bóng càng xa càng tốt. Còn các cầu thủ Hoàng Gia Lai thì đang cố gắng đưa bóng vào cuộc càng nhanh. Trọng Sáng. Bây giờ thì phản công cho bóng áo đỏ. Tốc độ của Bruno. Lê Đức Lương. Duy Thương. Bây giờ thì Bruno và Duy Thương sẽ tạo nên tình huống tấn công. Trọng Đại. Vẫn là Trọng Đại. Dứt điểm. Và lúc này thì trọng tài chính Đỗ Thành Đệ đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu. Trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Viettel. Hoàng Gia Lai đã có thất bại đáng tiếc ngay trên sân nhà với tỷ số 2-3. Và Viettel cũng đã có trận thắng thứ 3 của mình trên sân khách ở mùa giải này. Với chiến thắng này thì Viettel đã tạm thời tách ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi đó đội chủ nhà Hoàng Gia Lai sẽ rơi vào nhóm đèn đỏ với những các đội bóng ở top cuối. Hôm nay những người ghi bàn cho Viettel là Bruno, là Trọng Đại, là Trọng Hoàng. Và những người ghi bàn cho Hoàng Gia Lai là Felipe Martin và Triệu Việt Hưng. Một thắng lợi vô cùng khó khăn của các cầu thủ áo đỏ, nhưng nó là một thắng lợi vô cùng quan trọng.